Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình chung cư truyền hình các loại CCTV của bộ phận kế toán tòa nhà Sky City Tower. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Để đảm bảo giải phóng thông suốt, ngoài việc cư dân thanh toán cước trực tiếp với nhân viên của đơn vị truyền hình các ICTV, thì ban quản lý Sky City Tower đang hỗ trợ thực hiện thu các loại phí này tại lễ tân và nhà. Thông thường theo định kỳ, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 hàng tháng, đơn vị truyền hình cáp ICTV sẽ gửi trực tiếp thông báo cước cho bộ phận kế toán tòa nhà. Nhân viên kế toán sẽ dựa vào thông báo cước trên để lên bảng kê thu các loại phí đã được chi tiết hóa. Khi bảng kê thu cước ICTV đã được hoàn thiện, nhân viên kế toán sẽ đóng dấu ban quản lý và chuyển cho trưởng bộ phận dịch vụ để kiểm soát, xác nhận chữ ký. Sau đó, nhân viên kế toán sẽ chuyển bảng kê này xuống bộ phận quản lý sảnh để bắt đầu thực hiện việc thu cước ICTV của cư dân. Trong đó, thông báo cước sẽ được chuyển vào hòm thư của từng căn hộ. Các căn hộ thực hiện việc thanh toán phí sẽ được nhân viên quản lý sảnh yêu cầu ký xác nhận trong bảng kê. Vào cuối mỗi ca trực, nhân viên quản lý sảnh sẽ tổng hợp các loại phí cư dân đã thanh toán vào báo cáo tài chính để chuyển về bộ phận kế toán. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.